Ngày 29 tháng 10, giải hai môn phối hợp BNSC Aquaman Việt Nam trở lại tại thành phố Phan Thiết, diễn ra ở cả dưới biển và trên bờ. Do đó, vận động viên cần có sự chuẩn bị kỹ về trang phục, trang bị thi đấu tùy theo mục tiêu. John Levison, vận động viên triathlon có hơn 30 năm thi đấu và là cây viết kỳ cựu của trang chi 247, đưa ra tư vấn về trang phục và các tiêu chí lựa chọn trang phục cho vận động viên tham gia aquathlon. Ưu tiên số 1 của John Levison là tri-suit. Đây là trang phục thi đấu quen thuộc của vận động viên ba môn phối hợp. Tri-suit có hai dạng phổ biến là có tay và ba lỗ, có thể dùng để bơi lẫn chạy. Với những giải đấu ở khu vực biển miền Trung như Phan Thiết, thường có nhiệt độ cao, tri-suit có tay là lựa chọn phù hợp vì giúp vận động viên tránh nắng tác động trực tiếp lên da. Tuy nhiên, vận động viên vẫn có thể sử dụng tri-suit ba lỗ theo sở thích cá nhân. Khi lựa chọn tri-suit, vận động viên nên mặc và vận động thử trong vài phút để đánh giá độ thoải mái, vừa vặn. Tri-suit thường bó sát cơ thể nhưng không được quá căng cứng. Nếu mặc vào thấy phần ngực khó thở, vận động viên cần tăng size. Người mua cũng cần kiểm tra mức độ dễ chịu khi đánh tay, độ co giãn ở phần hông. Đối với vận động viên nữ, nhiều người sẽ cảm thấy không thoải mái khi mặc đồ bơi trong phần chạy. Chuyên gia khuyên nên chuẩn bị sẵn một chiếc quần short chạy bộ tại khu vực chuyển tiếp để mặc bên ngoài đồ bơi. Việc mặc thêm quần mất thêm thời gian nên phù hợp cho những vận động viên phong trào, không quá quan trọng thành tích. Với vận động viên nam, trang phục thi đấu đơn giản hơn. Họ có thể mặc tri-suit hoặc chỉ quần bơi và cởi trần. Khi đến khu vực chuyển tiếp, những vận động viên tranh thành tích thường chỉ mang bib, giày sau đó bắt đầu phần chạy. Những vận động viên phong trào có nhiều thời gian hơn có thể thay trang phục dựa vào mục tiêu của họ.